Lên cầu nó cũng xuống cấp, cầu cấp lên. Chắc có xe du lịch nhỏ nào phải chở đi tới đâu rồi. Thì nó vòng qua cầu Tràng Tiền. Trường này mà kiến trúc mà nó xây dựng trường này là ông kỹ sư ông xây dựng với lực lập. Cái này là như cái tạo, cái này là cầu Tràng Tiền đấy, đi nghe thôi không có đi qua cầu được. Dùng cái lực lập của chúng xe con thành đó. Cái mặt nó cháy cháy qua dòng chạy. Thì chắc có đậu xe biết nhiêu tấn các bạn ổn dưới à. Mấy chiếc thuyền này nè chở mình đi vòng vòng nè, ta chở mình đi vòng đó thuyền á, mấy chiếc thuyền thấy là như thuyền qua chưa thuyền ngầm nó chạy chua rồi. Bây giờ nè chở chạy cho dân à, mấy thuyền nó mình xuống mình đi du lịch đó, đi vòng vòng sông Hương à, nó hát cho mình nghe đó. Bên khu vực này là hôm nào là buổi tối là khu này là phố tây đó, tối là đây là đi bộ thôi. Là mấy chục lương này đi bộ rồi đấy. Đó, khách sạn nghỉ rồi. Quán ăn cũng nhiều. Đây khách sạn cũng nhiều ra cũng nhiều này. Đây là Hương Giang. Khách sạn Hương Giang. Rồi đáp ở đây rồi. Hương Giang đó. Cho nên là chỉ có nhìn lên rất đẹp, cái phong nó lâu rồi nó cũ lắm rồi. Nó cũ quá đó. Nhưng cái view nó thì rất đẹp. Còn sống á. Phòng đó, phòng ở đây thì rẻ hơn ở bên chỗ bên công bên phân nè. Bên cơ mắt ở đó. Rồi bắt đầu cái đọc đây là cái đọc đá này. Còn nó có cái cổ nữa đó. Thế à? Phố Vì Gia là bên phía bên kia đó. Cái gì nữa xong mà có cái chùm cây mọc cái gì. Yeah. Biết ngang cầu Tràng Tiền đó, cầu Tràng Tiền nằm ở bên đó. Khu này giống như Tây Ba Lô vậy á. Ta quay đi theo, người chó nhìn theo. Trời quay con có gì ghê. Heo con rồi thấy sữa, đấy, quay để heo sữa. Kìa con heo sữa quay kìa thấy không? Đó. Thấy con heo bị lớn đó không? Còn nó mấy ký? Cái bạn đi, mấy bạn ở trên bờ mình vậy đó. Nó để mấy cái biểu